Những nội dung chính của chương trình Vững Bước Tương Lai hôm nay: Việt Nam tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục, nhóm ngành xã hội nhân văn thu hút thí sinh, văn học ứng dụng, ngành học cần thiết trong bối cảnh bùng nổ truyền thông, trường học tương lai, trí tuệ nhân tạo, ngành học hot trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kính chào quý vị khán giả và các bạn học sinh đang đến với Vững Bước Tương Lai, chương trình truyền hình chuyên biệt về đào tạo hướng nghiệp, chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường. Ngay sau đây, Kim Quý xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin giáo dục và tuyển sinh đáng chú ý trong tuần. Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US News, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 6 bậc so với năm 2020. Đây là chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Việt Nam được tổ chức quốc tế công nhận và xếp hạng. Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của US News dựa trên khảo sát toàn cầu về 3 thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia. Có hệ thống giáo dục công phát triển tốt, mọi người có cân nhắc theo học đại học ở đó hay không và quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không. US News là một trong những tạp chí hàng đầu về chính trị, kinh tế, y tế và giáo dục, với hệ thống xếp hạng và báo cáo hàng năm về các trường đại học và bệnh viện ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trong số trên 688.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến thành công, tính đến hết ngày 8 tháng 5 thì có 52% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội để thi tốt nghiệp và làm kết quả xét tuyển vào các trường đại học. Điều này cho thấy những ngành học khối xã hội nhân văn đang ngày càng chiếm được vị thế, là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Nhóm ngành xã hội nhân văn hiện nay có rất nhiều ngành như ngoại ngữ, văn học, quan hệ công chúng, truyền thông, giải trí. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các kênh thông tin giải trí trực tuyến, lực lượng lao động của những công việc này cần rất nhiều những lao động trẻ, năng động và có sự nhiệt huyết sáng tạo, thậm chí là táo bạo để xây dựng ý tưởng, chủ đề để tăng sự thu hút và chú ý của người tiêu dùng. Với tiềm năng lớn, nhóm ngành về xã hội nhân văn hiện nay rất được các thí sinh quan tâm và lựa chọn. Với thế mạnh đào tạo các nhóm ngành về xã hội nhân văn, Trường Đại học Văn Lang hiện nay có rất nhiều ngành liên quan như các nhóm ngành về ngoại ngữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, có các khoa Đông phương học, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện. Thì những cái ngành này nó phù hợp với cái định hướng để các em đi theo các cái tổ hợp môn khoa học xã hội nhân văn. Và đây là những cái ngành phát triển rất mạnh của trường trong 60 ngành. Thì những cái ngành này xu thế càng ngày càng đông và các em là chọn lựa ngày mũi nhiều hơn so với các năm trước. Thì theo tôi, việc chọn cái bài thi môn khoa học xã hội nhân văn nó phù hợp với xu thế và đúng theo cái hướng và định hướng mà các em đang chọn lựa với những cái ngành nghề mà phát triển sau này. Với sự năng động và nhiều hoạt động học tập trải nghiệm, những ngành xã hội nhân văn của trường đã và đang có sức hút rất lớn với các bạn thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022. Thưa quý vị, ngành điện tử, viễn thông, khi nghe đến tên gọi thì nhiều thí sinh nghĩ rằng đây là một ngành học khô cứng. Tuy nhiên, ngành điện tử, viễn thông đang là ngành có tốc độ phát triển rất cao và được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, thị trường việc làm sẽ trở nên cạnh tranh, khiến cho cơ hội việc làm và lương bổng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Và tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngành học này là một trong những ngành có sinh viên theo học nhiều nhất. Mời quý vị hãy cùng theo dõi những thông tin về ngành học này nhé. Ngành điện tử viễn thông là ngành ứng dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại tạo nên các thiết bị truyền thông và các thiết bị điện tử, TV, điện thoại di động, máy tính, hệ thống nhúng, các mạch điều khiển nhằm xây dựng hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu, giúp cho việc trao đổi thông tin được thuận lợi hơn. Xây dựng các hệ thống tự động còn giúp cho việc giao tiếp giữa người và máy móc thân thiện hơn, thiết lập được hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị. Cái sự thay đổi liên tục của công nghệ thì cái sự cốt lõi của ngành này là nó cũng phát triển theo. Và những gì chúng ta học ở đây là nó luôn luôn đáp ứng theo gọi là cái xu hướng công nghệ mới nhất hiện nay trên toàn cầu đang diễn ra. Và những cụm từ như là Internet of Things hay là trí tuệ nhân tạo và những cái cụm từ robot và những cái xu hướng công nghệ gọi là hot nhất hiện nay. Như tên gọi của mình, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều thế mạnh trong ngành đào tạo điện tử, viễn thông. Với hệ thống cơ sở vật chất, máy móc, phòng thực hành, thực nghiệm được đầu tư hàng chục tỷ đồng để sinh viên có thể trải nghiệm, thực học, thực hành ngay trong quá trình học tập. Các hệ thống thông tin di động, audio, video hay xử lý số tín hiệu được trang bị rất đầy đủ thiết bị. Với chương trình đào tạo được cập nhật liên tục, đảm bảo kiến thức mới và bám sát thực tiễn nhất, ngành học này luôn được rất nhiều thí sinh lựa chọn và là một trong những ngành học mũi nhọn của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì nhóm ngành này là được đào tạo rất là lâu đời và đã có những các bạn rất là nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm rất là tốt tại các công ty có yếu tố gọi là toàn cầu. Và đặc biệt hơn là
cái mức lương cạnh tranh của ngành này cũng khá là hấp dẫn. Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, vai trò của ngành điện tử, viễn thông là không thể thiếu. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể đảm nhận những vị trí công việc sau: chuyên viên tư vấn, thiết kế và vận hành, điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, đài truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty sản xuất thiết kế điện tử viễn thông, những công ty sản xuất vi mạch, hệ thống IoT, chuyên viên thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng, vận hành, bảo trì tại những công ty viễn thông. Chào mừng quý vị đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Quý vị thân mến, nhắc đến lĩnh vực văn học, nhiều bạn thí sinh thường cho rằng ngành học này không mấy hấp dẫn, công việc không phong phú. Thế nhưng với ngành văn học ứng dụng của trường Đại học Văn Lang, có lẽ các bạn thí sinh sẽ có một cái nhìn khác, mới mẻ hơn. Và để chia sẻ những điều này, ngay sau đây, Tiên Phước xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời của chương trình. Tiến sĩ Hồ Quốc Hùng, Phó trưởng khoa Xã hội Nhân văn trường Đại học Văn Lang. Em xin được kính chào thầy ạ. Xin chào quý vị. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Lê Giang, nguyên trưởng khoa Việt Nam học, nguyên trưởng khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Em kính chào thầy ạ. Xin chào quý vị. Dạ vâng, em sẽ dành câu hỏi đầu tiên cho thầy Đoàn Lê Giang ạ. Khi mà nhắc đến văn học thì các bạn học sinh và thậm chí là các bậc phụ huynh nữa sẽ nghĩ là ôi ngành này khó, và khi mà tốt nghiệp ra trường không biết là có xin được việc làm dễ hay không. Thì đối với thầy, thầy cảm nhận như thế nào ạ? Thế thì ngành văn học là có thể nói là một cái ngành rất là truyền thống, đã có từ rất là lâu đời. Thế thì cái cảm giác là nó hơi truyền thống, nó hơi cũ và hơi là khó tìm việc làm thì là cảm giác nó có thật. Thế mà tuy nhiên thì là cuộc sống thì nó thay đổi và cái môn học, cái ngành học nó cũng thay đổi. Cái cơ bản nhất của cái ngành văn học nó là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ mà. Thành ra là cái ứng dụng của nó rất là rộng rãi. Thì thực ra là trong các cái môn học ở trường phổ thông thì cái môn ngữ văn lại là cái môn mà có tính ứng dụng cao nhất. Các bạn tốt nghiệp đấy, cấp 3 xong ra trường rồi đấy, thì cái kiến thức về cái ngành ngữ văn chính lại là kiến thức có thể nói được sử dụng rất nhiều ở trong cuộc sống cũng như trong học tập. Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai em muốn dành cho thầy Hùng là trong cái bối cảnh mà bùng nổ truyền thông số như hiện nay thì văn học ứng dụng có tiềm năng như thế nào thưa thầy? Đúng là cái cách nhìn về văn học đấy, từ xưa nay trong truyền thống nó hẹp, có cái lý của nó. Nó bắt đầu từ cái cơ cấu của cái ngành học và định hướng nghề nghiệp. Nói thế chứ khi mà cái nghề nghiệp trong cái thời đại nó bùng nổ, nó thay đổi đến nỗi là ta không lường hết được đâu. Không lường hết. Bởi hôm nay ta như thế này mà thời gian nữa nó phát triển đến đâu nữa, trong nhất là kỹ thuật truyền thông thì ta chưa hình dung hết được. Vậy thì văn phải đi theo như thế nào? Đấy là cả một cái câu chuyện mà dài dài. Nhưng mà chỉ có một cái điều là tôi xin khuyên, nếu là các bạn nào có quan tâm đến văn chương, điều đầu tiên tôi cho là cần phải xác định lại là học đại học thì nó khác với học nghề. Một bên học nghề là người ta chỉ cần một vài thao tác, nhưng nếu mà học đại học là anh phải cung cấp cho người ta một nền tảng tri thức, thì cái nền tảng này nó ẩn sâu bên dưới và nó lại tạo ra cái động lực cho anh. Anh sáng tạo như thế nào và ứng dụng vào trong những cái lĩnh vực nghề nghiệp nào, cái đó là quan trọng nhất. Mà các thầy các cô phổ thông đôi khi người ta vẫn chưa đề cập đến cái này. Là bây giờ nó cần phải nhìn đến cái toàn cầu hóa. Và lúc bây giờ phải tìm đến cái mối liên thông giữa cái liên văn hóa giữa các dân tộc. Thì anh mới thấy được rằng, à hóa ra cái việc sáng tạo ra cái nhân vật Chí Phèo, nó phải từ một cái góc khác chứ không thể nhìn. Mà lâu nay là văn học cứ phản ánh, cụ thể phản ánh thì cũng phải đâu. Từ năm cao cho đến các thế hệ đầu tiên mà, họ ảnh hưởng của văn học phương Tây rất ghê. Cái mẫu kiểu nhân vật Chí Phèo là ảnh hưởng của cái mẫu nhân vật của thời đại Phục Hưng như Hamlet. Tức là anh bắt đầu vùng lên phá một cái gì đấy. Và Hamlet đã nổi tiếng bởi một cái tồn tại hay không tồn tại. Bây giờ Chí Phèo của ta, ai cho tao lương thiện? Không dễ đâu. Nên anh đứng dưới góc độ đó, nên nhớ là một cái anh chỉ biết nhậu nhẹt, không biết cái gì làm sao có chữ nghĩa ấy được. Thì cái này là do ảnh hưởng cái đó. Mà khi anh nhìn như thế từ tiếng nó, thôi chết rồi. Hóa ra văn học không? Nó bắt đầu bắt cái cầu liên thông đến văn hóa, cái cách nhìn về thế giới nó khác. Và tìm đến cái sự chia sẻ nó khác ngay. Sáng tạo là cái đó. Và văn học cho anh một cái tiềm lực để anh có thể làm được cái điều đó. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái từ gọi là văn học ứng dụng, thì cụ thể là khi mà vô trường mình học thì các bạn sẽ được đào tạo những gì ạ? Hiện nay như bên cái trường Văn Lang chúng tôi ấy, phải đi theo hai cái hướng. Một cái hướng truyền thông. Truyền thông thì như các bạn biết, nó liên quan đến rất nhiều, mà nhất là cái sự bùng nổ như của các bạn vừa nói xong ấy, đến chúng tôi theo không kịp ấy.
theo cái hướng bây giờ truyền thông ấy, là nó liên ngành rất ghê. Văn học là cái nền thôi. Cái văn học ngày xưa đấy thì là người ta hưởng thưởng thức, phải cần đọc, phải ngồi đọc và nghiền ngẫm từng chữ. Nhân loại ngàn đời này người ta đi theo hướng đó. Bây giờ thời gian đâu để mà đọc nữa, thì phải đi theo một kiểu khác, phải mở rộng ra. Vậy thì văn học có thể truyền thể sang dạng khác, như ta biết như là hội họa có này, rồi điện ảnh có này, vân vân. Mà cái này nó mở ra nhiều con đường để làm lắm. Tôi thấy thì cái tính ứng dụng của cái chương trình của Đào Văn Rang là nó rất là cao. Cái lý thuyết ấy, thì giảm rất nhiều. Cốt là làm sao là hướng đến đời sống. Thì đời sống bây giờ thì không phải đào tạo là cán bộ. Trước kia cái thế hệ của tôi là như là cán bộ. Mình đi học rồi còn được có học bổng. Ra trường là nhà nước là phân công làm việc. Thế bây giờ thì không phải như vậy. Bây giờ thì chủ yếu nó là các công ty. Thế cho nên là chính Đào Văn Rang là áp ứng cho những cái thay đổi mới đó. Thì mình thấy là trong cái chương trình của Đào Văn Rang thì ưu tiên số 1 là cái ngoại ngữ. Thì bây giờ thì làm lĩnh vực nào cũng vẫn cần là phải tiếng Anh tốt thì mới được. Thứ hai nữa là cái lĩnh vực ứng dụng. Ứng dụng thì cho lẽ là bên đó là tôi thấy là thiên về truyền thông nhiều. Thế bây giờ thì những thời đại của mình có hình dung là thời đại của truyền thông. Một cái sản phẩm bây giờ làm ra tự động hóa nó là chủ yếu. Chủ yếu bây giờ là vấn đề truyền thông. Để mà làm sao mà giới thiệu sản phẩm đó ở trong đời sống. Kể cả sản phẩm văn nghệ, một bộ phim mà muốn thắng được thì cũng phải truyền thông rất mạnh. Thì tôi thấy là Đào Văn Rang là hướng đến một cái thế giới đó là truyền thông. Sao viết cho tốt, viết cho nó hấp dẫn. Thì mình là cái ngành văn mà, thế thành ra là phải làm chủ được cái ngòi bút. Người ta viết là khô khan, thế thì nếu mà anh học văn chương thì anh viết thế nào nó hấp dẫn, nó thu hút. Một sản phẩm mà lại được giới thiệu một cách thu hút, chắc chắn là nó sẽ, cái giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Trường mình có những cái liên kết gì để mà hỗ trợ việc làm cho các bạn sau khi ra trường không thưa thầy? Hiện nay thì chúng tôi đang tích cực hướng đến một số cái cơ quan truyền thông, rồi thì các nhà xuất bản. Cái người mà viết giỏi mà không khó để mà có thể kiếm tiền đâu. Thực ra ở trong trường học đã là bao nhiêu đâu. Có ý thức thì ra bắt đầu trên cái nền đó anh cứ thế tìm hiểu, học thêm cái này cái kia. Và còn khi mà anh học liên kết với những cái anh khác vào thì anh cho anh cách nhìn mới ngay, có một cái nhìn khác ngay. Và xu hướng hiện nay của văn học nó là như vậy, văn chương không khép kín ở trong vấn đề là tác phẩm, tác giả. Những ngày xưa người ta cũng chán văn chương, nếu mà anh biết tìm cái chỗ đích đáng của nó thì có thể anh thắng, có nhiều cái anh thắng, cái bất ngờ đấy. Nếu như mà các bạn mà thí sinh năm nay quan tâm và muốn thi vào trường á thầy, thì còn có những cái kênh thông tin nào để mà mình tìm hiểu thêm về những cái ngành nghề nãy giờ thầy chia sẻ không thầy? Tôi nghĩ rằng là tất cả thông tin đều có hết cả đấy. Trường Văn Lang là làm cái này rất tốt, luôn luôn điều chỉnh thêm cho cái xu thế thời đại như thế nào, cái nhu cầu của người học trong sao chúng tôi điều chỉnh ghê lắm. Cái nghiên cứu cái văn học ứng dụng không dễ đâu, và chúng tôi kiên trì đi theo con đường này. Các trường đại học ở trên thế giới đã có mở ra những cái văn học hướng ứng dụng, như Pháp là có gì là văn học này đi về ngôn ngữ này, văn học đi về truyền thông này, để văn học đi về văn hóa gì gì đấy. Thì thực ra là cái đó, nhưng mà cuối cùng nó đi như thế nào, cái liên kết giữa cái này với ngôn ngữ thì anh làm cái gì, cái này đi theo hướng của văn hóa thì anh làm cái gì, đi theo hướng nghệ thuật điện ảnh anh phải làm cái gì chứ, phải làm. Thì chúng tôi phải chỉ cho ra được cái đó để trở sinh viên đi vào học thì chúng tôi mà làm được nhé. Nhưng mà thế này cần một cái thực sự anh phải yêu nó cơ, anh phải thích. Cái văn chương nó rất kỳ, một cái chuyện tức là anh ép, kiểu như ép duyên không được. Nó khác với những ngành khác. Anh phải có một chút yêu thích cái đã, và từ cái yêu thích nó cái nhen nhen, cái đẩy và nâng nâng anh lên. Văn chương không phải là không học được những cái gì thì đi theo con đường văn chương, và cái đó sẽ khổ cho bản thân các bạn mà làm cho cái ngành văn của chúng ta mà bị nhìn nó méo mó đi. Dạ vâng, vậy thì thầy có lời khuyên cũng như là có lưu ý gì dành cho các bạn thí sinh đăng ký vào ngành văn học ứng dụng của trường năm nay không ạ? Thế thì hiện nay ở bên Văn Lang là có một cái ngành mà rất hot, đó là ngành PR, quan hệ công chúng. Có thể là cái lượng thí sinh mà có nhu cầu vào đây là quá lớn. Đó, thì tôi nói là thật các bạn cứ vào đấy, nhưng các bạn không biết rằng là ngành văn của chúng tôi cũng hướng theo cái nghề đó, nhưng nó khác một cái là chúng tôi phải đi theo hướng đó trên nền tảng của văn thì nó mạnh hơn, nó ổn định bền hơn, và cái năng lực sáng tạo nó lớn hơn. Hãy mạnh dạn đến với văn học đi, văn học không từ chối ai, và nếu như các bạn mà biết trân trọng nó thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội, ít nhất là anh trưởng thành hơn. Văn của bạn tốt thì
thì đi đến những lĩnh vực mà bên ngoài văn chương các bạn vẫn làm tốt. Cảm ơn hai thầy rất nhiều vì đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và cung cấp những thông tin vô cùng bổ ích cho các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiểu mục tiếp theo của Vững Bước Tương Lai. Kính thưa quý vị, ngành trí tuệ nhân tạo gần đây được nhắc đến rất nhiều vì sự phát triển vũ bão của công nghệ, số hóa và đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với nhiều thí sinh thế hệ Gen Z thì trí tuệ nhân tạo là niềm đam mê, yêu thích của rất nhiều bạn vì sự tiềm năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Và tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì ngành học này đang được đầu tư rất lớn và sẽ là ngành đào tạo mũi nhọn của trường trong thời gian tới. Kim Quý mời quý vị khán giả cùng khám phá xem học trí tuệ nhân tạo ở Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ như thế nào nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Google Brand, trong năm 2020, nhu cầu nhân lực phục vụ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là khoảng 1 triệu người, nhưng chỉ có khoảng 10.000 nhân lực chất lượng cao đáp ứng được. Ở Việt Nam, hiện nay nhân lực IT có khoảng trên 400.000. Sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp mỗi năm là khoảng 50.000 từ hơn 153 trường đào tạo, nhưng rất nhiều doanh nghiệp hiện vẫn đang rất khó khăn trong việc tuyển dụng các chuyên gia, kỹ sư về trí tuệ nhân tạo. Nắm bắt được sự thiếu hụt này, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã đẩy mạnh đầu tư về cơ sở vật chất, cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và giảng viên trình độ cao về trí tuệ nhân tạo và bắt đầu tuyển sinh chuyên ngành này từ năm 2021, đồng thời mở rộng việc liên kết quốc tế và doanh nghiệp nhằm đáp ứng việc đào tạo chất lượng cao. Sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được tiếp cận chương trình học hiện đại, được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng và trau dồi tư duy linh hoạt. Các bạn sẽ được tham gia các câu lạc bộ công nghệ ứng dụng AI, các nhóm chuyên gia đam mê ứng dụng công nghệ, được hỗ trợ thực hiện các dự án cụ thể từ thực tế trên nền tảng AI phổ biến như là Azure Machine Learning Studio, TensorFlow, Torch, Deep Vision, NVIDIA Deep Learning AI. Hiện nay thì SIU đã và đang làm một số cái việc để chuẩn bị cho cái chương trình AI, ví dụ như là có thể kể đến như là SIU là kết nối với các cái giảng viên, các giáo sư, các cái chuyên gia ở các trường đại học, ở các công ty công nghệ hàng đầu trong nước cũng như là quốc tế tham gia nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên. Về cơ sở vật chất thì SIU đầu tư xây dựng một cái AI lab, được trang bị nhiều cái máy tính hiệu năng cao và các cái robot thế hệ mới từ các tập đoàn như NVIDIA, Bond để phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên. Bên cạnh đó thì SIU khoa cũng xây dựng cái câu lạc bộ AI với các cái trợ giảng trẻ nhằm giúp cho các hỗ trợ các bạn trong sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Chương trình tạo thì hiện nay đang được cấu trúc lại theo cái mục tiêu là hướng nghiệp sớm nhằm giúp các em có thể dễ dàng được tìm được những cái việc làm đúng chuyên ngành sau khi các em học năm thứ hai để tăng trải nghiệm trong suốt cái quá trình học tập của các em. Với sự đầu tư mạnh mẽ, biến ngành học này trở thành mũi nhọn trong đào tạo, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giúp cho những sinh viên khi theo học hoàn toàn có khả năng khởi nghiệp với những ý tưởng sáng tạo về AI hay học tập nghiên cứu ở bậc sau đại học để trở thành chuyên gia cao cấp về AI hoặc dễ dàng tìm được việc ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Chuyên ngành trí tuệ nhân tạo luôn là định hướng sớm của em. Em thật sự rất thích về ứng dụng của nó trong cuộc sống, cho nên em đã luôn muốn theo đuổi ngành này. Em thấy rằng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có thể cho em cơ hội nghiên cứu sâu và tạo điều kiện cơ hội việc làm tốt. Chương trình đào tạo thì luôn phân biệt rõ ràng theo từng bước thì sẽ giúp học sinh tiếp cận từ từ chuyên môn một cách hiệu quả nhất. Còn về cơ sở vật chất thì phải nói là thật sự rất đầu tư. Đơn cử như ngành AI của em, các trang thiết bị cơ sở về công nghệ thì nhà trường đã đầu tư rất nhiều và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu chuyên môn của chúng em. Sinh viên tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo sẽ làm việc tại các vị trí sau: thiết kế, chế tạo, tích hợp và lập trình cho robot, các thiết bị, hệ thống điện tử có sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo, triển khai, lắp ráp, vận hành, quản lý, kinh doanh các thiết bị, hệ thống robot và trí tuệ nhân tạo, làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot. Các lĩnh vực khác cần sử dụng các hệ thống robot và trí tuệ nhân tạo như điện lực, ngân hàng, y tế, hàng không, dầu khí, hàng hải, quốc phòng, an ninh. Với sự đầu tư nghiêm túc, tạo nên môi trường học tập chuyên nghiệp và gần với thực tiễn nhất, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những bạn trẻ có nhu cầu, khát vọng theo đuổi nghề nghiệp tương lai về trí tuệ nhân tạo chất lượng cao tại Việt Nam và thế giới.
Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vững Bước Tương Lai tuần này. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình hàng tuần vào lúc 16:20 Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1, 8:45 thứ hai trên truyền hình Vĩnh Long 4 và xem lại trên kênh YouTube của truyền hình Vĩnh Long quý vị nhé. Còn bây giờ, Kim Quý xin chào và hẹn gặp lại.